次丢失才能找回真心，我在人群里丢了过去找到你，每一次放弃才能有所获取，我在人生里直面那些不得已，每一次坚持才能再次相聚，我在疼痛里等待奔向你，每一次努力才能面对自己，我在时光里坦荡做自己。我们的故事在爱情里，不管难走过多少次，我们的故事在幸福里，不管难讲过多少次，我们的故事在青春里，当下的是我们自己，我们的故事在故事里，在故事里，我们的故事在爱情里，是那个大孩子和你。Tì Tì cố ý đối đầu với Đoá Đoá, lần này có kịch hay để xem rồi. Bạn thân về thành cấp trên ai mà chịu nổi. Nè, cậu thấy là Tì Tì hay Đoá Đoá giỏi hơn? Mỗi người có sở trường riêng. Theo mình thấy là nếu như làm quản lý thì Đoá Đoá quá thật thà, không có nhảy bén bằng Tì Tì đâu. Nhưng tôi chỉ là quyền giám đốc thôi, làm vậy có được không? Ồ. Nè, ai kêu anh đem áp phích vô đây vậy? Nè. Ý? Anh vô phòng marketing rồi hả? Đúng vậy, anh ở tầng dưới. Trời đất, anh nghĩ cái gì vậy? Đi, chúng ta ra ngoài nói. Anh tới dưới lầu rồi, chúng ta cùng đi ăn đi. Anh có chịu nổi không? Cứ coi như bắt đầu lại thôi mà. Cũng được. Nếu như anh không chịu đựng được thì tôi dẫn anh đi ăn mì tôm. Không cần đâu, tối hôm qua anh đã tự hứa với lòng rồi. Nè, hỏi em một chuyện nha. Chuyện gì vậy? Chức vụ của em có phải có thay đổi gì không? Chức vụ của tôi thay đổi rất lớn. Thật ra anh cảm thấy em làm một công việc đơn giản thôi thì tốt hơn. Em thấy đó, cuộc sống của em bây giờ tiền nhiều quá cũng đâu có xài hết, cho nên anh thấy không có gì ghê gớm hết. Tôi đâu còn là tôi của trước kia nữa. Cảm giác khi làm kẻ vô sản vô cùng thoải mái. Ê, hay là vậy đi, để anh bù cho cái phần lương còn thiếu của em đó, để anh bù lại cho. Thấy sao? Giờ anh làm đi em mà, lương anh có bao nhiêu đâu. Bây giờ anh có nuôi nổi bản thân anh không cũng là vấn đề đó. Còn phải trả tiền phòng nữa, đừng để trả không nổi bị người ta đuổi đó. À đó đó, anh đảm bảo với em, anh nhất định sẽ dựa vào năng lực của mình, dựa vào năng lực của chính bản thân anh để... Tôi đâu có phải là gì của anh đâu. Anh đâu cần thiết phải đảm bảo với tôi. Được rồi, nói thiệt tình với anh nha, tôi không chỉ không bị cắt chức mà còn thăng chức nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn đến văn phòng riêng của tôi. Bây giờ tôi là quyền giám đốc bộ phận thu mua thực phẩm. Em đang nói giỡn đó hả? Tôi cũng cảm thấy giống như đang nói giỡn lắm. Đáng tiếc lại là thật. Vậy cũng tốt, giờ còn hơn cả anh nữa.
Thôi đi nha, không có mất mặt gì hết. Ít ra thì khi anh bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, tôi sẽ giúp anh. Vẫn chơi hả? Anh là đàn ông mà. Tốt, anh bạn đàn ông. Tôi phải làm việc đây. Công ty chẳng bao giờ trả không công một đồng nào đâu. Em xuống trước đi, anh ngồi đây một chút. Mấy tờ affiche đó còn nằm trên bàn của tôi kìa. Xuống mau đi nha. Tôi là vua của cả thế giới. Tôi là vua của cả thế giới. Mấy món này đều là hồi trước em từng nói em rất là thích ăn. Anh đều nhớ hết. Thủ tiên, phía bên Hạo Nhiên anh có bị sao không? Không sao. Có điều chỉ là thời gian anh trở thành đại gia kéo dài hơn một chút thôi. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh sẽ luôn cố gắng. Anh gì thì phải vậy chứ. Tôi cũng không biết mình tốt ở chỗ nào. Ở trong mắt anh, em là người tốt nhất. Ti Ti à, em có biết không, từ sau khi gặp em, anh mới thấy ý nghĩa khi được sống trên đời. Em chính là động lực của anh. Anh... Được rồi, được rồi. Mấy lời kiểu này nghe anh nói hoài tôi cũng phát chán rồi. Anh gọi nhiều như vậy, ăn không hết thì phải làm sao? Thì gói về. Em mời nhưng anh trả tiền mà. Em biết là bên Hạo Nhiên sắp sụp đổ rồi, anh làm gì có tiền chứ. Hôm nay em mời anh. Như vậy không được. Anh nói cho em biết, dù anh có bán máu cũng không để em trả tiền đâu. Trước giờ anh đi ăn với phụ nữ chưa bao giờ để phụ nữ trả tiền hết á. Đây là truyền thống mà. Tôi nói cô biết, hách mang này chơi chưa đủ đâu. Có điều cô cũng là một loại bạn chơi không tệ. Những lúc bên cạnh cô tôi thấy rất thoải mái. Muốn tiền cũng không vấn đề. Cô muốn bao nhiêu, muốn bao nhiêu cứ nói tôi cho cô hết mà cũng được. Ti Ti à, Ti Ti mà ăn đi, nguội hết rồi kìa. Em ăn đi. Anh chỉ thích nhìn em ăn thôi à. Ăn đi. Ê, làm ăn kiểu gì vậy, chậm như rùa. Thôi đi, anh đây sắp xếp xong hết rồi. Đáng ra hôm nay thuộc về bạn gái số 7 của mình á. Một cú điện thoại của cậu thôi, mình dứt ngay người đẹp lập tức chạy tới đây với cậu rồi. Thì cứ coi mình y như là mấy cô bạn gái đó đi. Nè, mình muốn mua quà cho Đóa Đóa. Dạo một vòng không biết mua gì hết. Trời ơi, lại Đóa Đóa. Người ta thăng chức rồi. Mai là ngày đầu tiên nhậm chức nên mình phải thể hiện chút chứ. Rất tốt. Nên mua gì đây? Thường thì những cô gái mạnh mẽ kiểu như cổ á, nếu như cậu tặng cổ vàng bạc hay trang sức á, thì chắc chắn ngày mai cậu cũng đi đời luôn. Còn nếu tặng nước hoa thì chắc cổ cũng không xài. Xin thấy LV the bar à? Biết thầy bè LV nè. Chứ, ít ra cậu cũng phải cho mình biết bây giờ Đóa Đóa cần nhất là cái gì chứ. Nếu biết thì hỏi cậu làm gì. Ê nè 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 nè, không phải cậu nói ngày mai cậu nhận chức hả? Hay là cậu tặng cổ một bộ đồ mới để mai mặc đi. Đúng ha, bây giờ đồ cô ấy mặc không hợp lắm. Gọi cậu đến cũng không uổng. Xin chào quý khách. Ý, bộ này thấy đẹp không? Cũng thường thôi. Còn bộ này? Màu này không đẹp. Nè anh là ai vậy? Cô gì ơi. Dạ chào anh. Đồ mà cô gái này chọn gói lại hết giùm tôi đi. Dạ được. Bày đặt giả bộ chơi tới chơi lui. Tiếc không dám bỏ tiền ra thì nói đại đi. Chiêu này của cậu non quá rồi. Cậu chủ hết à? Cảm ơn anh nha. Anh yêu nè. Hay là anh cũng chọn hai bộ đi. Cậu chủ hết ở đây á, hình như quá nhiều tiền không biết xài vào đâu. Đừng giả bộ nữa. Không phải em nói là chưa có người yêu sao? Cậu chủ hết đây thích mấy cô không có tiền. Ti Ti, anh nói cho em biết cậu ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Không phải anh cũng vậy sao? Anh chơi được tôi chơi được. Đi. Nếu như anh không hỏi được số đo thì nói cho tôi biết cô ấy cao bao nhiêu, giống như ngôi sao nào nhất, tôi sẽ lấy sai cho anh nha. Có một diễn viên tên Dương Tử Văn cô biết không? Không biết nữa. Thôi cô lấy bộ nào sai nhỏ nhất cho tôi đi. Vậy anh đợi tôi một chút nha, tôi sẽ tìm cho. Được rồi, cảm ơn. Làm như vậy sao mà được chứ?
quà thân thiết cho cô đó. Sau này ít ra cũng là sếp rồi, phải chú ý tới hình tượng một chút. Nè, cô mang thẻ nhân viên vô đi. Nhìn cũng được lắm. Chắc là mắc lắm hả? Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi giá tiền mà. Đó đó, cô chăm sóc cho Murphy, mấy tháng nay cô không lấy tiền rồi. Bộ đồ này hả? Cứ coi như là tiền công và tiền thưởng của cô đi. Hả? Anh không trả tiền tôi à? Đúng vậy. Làm giám đốc rồi, cô không còn thời gian tới chăm sóc Murphy nữa. Đây coi như là phí chia tay của Murphy dành cho cô. Ý của anh là sau này anh sẽ không cho tôi đến đây nữa đó hả? Cô làm gì kích động dữ vậy? Tôi và Murphy á, tất nhiên là mong cô tới rồi. Nhưng mà công việc của cô sẽ bận lắm, làm sao có thời gian tới đây. Vậy tôi không thèm làm giám đốc nữa đâu có được không? Dù gì cũng là do anh ngấm ngầm tiến cử tôi. Ông Trùm mà, tôi cảm thấy rất là áp lực. Tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng. Tôi biết là chuyện lần trước của bên Hạo Nhiên làm cô chịu qua. Nhưng mà thông qua chuyện đó, cả ban giám đốc đều ghi nhận phẩm chất của cô. Là một giám đốc thu mua, phẩm chất quan trọng hàng đầu. Cô cũng có chuyên môn, còn kinh nghiệm á, bắt buộc phải tích lũy từ từ thôi. Trời ơi, có kinh nghiệm hay không với việc làm giám đốc là hai chuyện khác nhau. Bây giờ tôi cũng đã bận lắm rồi mà. À đó đó, cô trưởng thành một chút có được không vậy? Cứ coi như giúp tôi cũng được mà. Anh có chuyện gì mà cần tôi giúp vậy? Bất cứ chuyện gì á, cũng cần phải có một tập thể. Một người không thể thành công được. Tôi cần cô làm theo đề án mà tôi đưa ra, chấp hành mà không dị nghị bất kỳ vấn đề gì. Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho vốn dĩ là chuyện nên làm mà. Được rồi, không nói nhiều với cô nữa. Ngày mai á, cô cứ mặc bộ đồ này để cho mọi người nhìn thấy một Hạ đó đó hoàn toàn mới. Nhưng mà ông Trùm nè, sau này anh không cho tôi đến thăm Murphy nữa hả? Đến cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Là tự nguyện. Nói cách khác á, là làm không công. Làm tôi hết hồn à. Tôi còn tưởng anh đòi tăng doanh số lên đó. Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng đến thăm Murphy. À, anh vẫn không chịu trả tiền hả? Phải rồi, có người nào biết cô tới chỗ của tôi để chăm sóc Murphy không? Sao mà tôi dám nói chứ. Bây giờ thì tôi đã biết rồi. Nếu như để đồng nghiệp biết được, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi vào công ty bằng cửa sau. Nói không chừng còn kêu tôi với anh quan hệ mờ ám nữa. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, đi cửa sau hay là mờ ám đều không quan trọng. Bây giờ cô thăng chức rồi, sau này tất cả mọi việc đều phải báo cho tôi biết. Nhưng mà cô phải cẩn thận chút, có biết chưa? Ừ, tôi biết rồi. Murphy, sau này chị vẫn có thể tới chơi với em nha. Em phải ngoan đó, biết không? Chị của em đã được tăng lương rồi. Em có vui giùm chị không đó hả? Em có vui không? Thôi đi mà, bà chị già của cậu bay tới đây rồi hả? Đừng nhắc nữa. Còn nhớ cô ấy sao? Tôi dẹp đi, đừng nhắc tới cổ nữa. Có phải không vậy? Mua loại quần áo thứ cấp này cậu tính tặng ai vậy? Cậu không biết mình bây giờ là nhân viên quèn lương chỉ có 3.000 đồng thôi hả? Mình thấy cậu làm nhân viên quèn lâu quá lú lẫn luôn rồi. Chuẩn bị khi nào nói với người ta đi. Không biết nữa, chắc phải chờ tới lúc mình không còn trắng tay như bây giờ. Đi thôi, tới quán rượu giải sầu chút đi. Thôi không đi đâu, đem bộ đồ này tặng cho cổ trước cái đã. Titi hả? Em thấy sao? Cũng được, trịnh mặt tặng sao? Không phải đâu. Không phải anh ta vậy thì ai? Không nói với em đâu. Là hàng hiệu châu Âu luôn. Người đó có gu thẩm mỹ lắm. Theo đuổi chị hả? Không có. Em nghĩ cái gì vậy? Ngày mai chính thức làm lãnh đạo rồi. Chúc mừng chị nha. Titi à, em đừng nói chuyện với chị như vậy được không? Nói thật thì em rất khâm phục chị. Chị sinh ra là đã được làm lãnh đạo rồi, biết dùng thủ đoạn. Nói thật thì chị không muốn làm chức giám đốc này đâu. Em muốn làm, em lên làm đi nha. Em đâu có bản lĩnh đó chứ.
Nè, em mua đồ về sao không thử đồ đi? Không muốn thử cũng không muốn mặc. Em không mặc thì mua về làm gì? Em mệt rồi. Cháu. Sao anh lại tới đây? Em sao vậy? Không quan nghênh hả? Anh tìm tôi làm gì? Anh đem quà hối lộ cấp trên tới tặng cho em nè. Anh đang làm cái gì vậy? Dù gì sau này cũng là cấp trên của anh mà, anh phải hối lộ trước thì mới được chứ, để tránh chuyện sau này em làm khó dễ anh, có đúng không? Nè, cầm đi. Em thử đi, anh lượng nguyên buổi chiều đó. Thử đi. Chà, nhà của tụi em dọn dẹp ngăn nắp ghê. Không tệ. Không tệ. Ủa, Ti Ti chưa về sao? Hách Mang với anh hồi chiều có gặp cô ấy ở trung tâm mua sắm. Anh cảm thấy Hách Mang hình như vẫn còn nhớ cổ đó. Anh nói với Hách Mang, tôi không cần anh ta nhớ. Cô ở nhà sao? Tôi cứ tưởng Hách Mang thật ra cô ấy. Alo. Chủ nhà chào chị. Bây giờ không tiện cho lắm. Hai ngày nay công ty thật sự rất là bận mà. Ngày mai tôi nhất định sẽ đưa tiền cho. Cái gì? Tại sao lại không cho tôi thuê nữa? Chị chờ chút đi, tôi về liền. Nè, 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 tôi có chuyện đi trước đâu đó ơi. Anh có chuyện về trước nha. Ngày mai em đi làm phải mặc bộ đồ đó đó, để là ấn tượng tốt với mọi người ha. Chào nha. Sao anh ấy lo về vội dữ vậy? Như vậy đúng là ấn tượng quá tốt luôn. Em thấy ưu điểm duy nhất của bộ đồ này chính là quá rẻ thôi. Chất liệu quá dẫm, lại không vừa người. Mặc lên trên người chắc chắn là thất bại. Xin lỗi chị nha, chủ nhà. Nè cậu nhóc, thuê được căn nhà mắc như vậy rồi. Nhìn cậu cũng giống như là người có tiền mà. Tiền thuê nhà quý sao của cậu, cậu định kéo dài tới khi nào? Nếu như mà tôi không tới, có phải cậu không đưa luôn không? Có tin lạ, tôi đập cửa xong vào lấy đồ của cậu dục ra ngoài đường không? Chị đừng kích động, tôi không có ý đó đâu. Dạo này công việc xảy ra một chút vấn đề, tôi chưa thu xếp được tiền bạc thôi mà. Vậy nha, tháng sau tôi nhận được tiền lương rồi, nhất định sẽ đưa cho chị, được chưa? Tiểu Trịnh, tôi nói thiệt với cậu một câu, tôi đã đọc thấy tin tức trên báo rồi. Cậu làm cho một siêu thị lớn của người ta thua lỗ. Tôi cũng thiếu nợ người ta vậy. Bây giờ cậu như vậy, tiền nợ của tôi lấy đâu mà trả? Chuyện này chị cũng biết rồi hả? Hay là vậy đi, tôi cho cậu thời gian một tuần, cậu dọn ra ngoài, phòng này của tôi cũng sẽ tăng giá. Dù gì cậu cũng không nghe ở nổi nữa. Chị à, tôi không thuê thì không thuê, nhưng mà nếu chị đuổi tôi đi trước, chuyện này dựa theo hợp đồng coi như vi phạm, chị phải bồi thường đó. Cậu còn mặt mũi đòi tôi bồi thường? Cậu nghĩ cho kỹ đi. Một tháng cậu không trả tiền thuê, cậu đừng ép tôi. Dọn đi đi. Không thuê nữa, coi chị làm sao? Coi chị làm sao? Quá tốt rồi, cuối cùng cũng chịu cút đi. Của ông Trùm. Của Trịnh Mặt. Của ông Trùm. Cuộc sống của nhân viên quèn khó khăn dữ vậy sao? Được rồi, mình phải nhanh chóng tìm một căn phòng thuê dưới 1.500. Còn chưa đi sao? Em đi chung với chị nha. Mặc váy dài như vậy mà còn chạy xe đạp điện của chị sao? Đi taxi chung đi. Đi xe điện có sao đâu, ngày nào chị cũng chạy xe điện để đi làm mà. Chị mang giày để bàn thôi sao? Ừ, nhìn cũng được mà. Để em tìm cho chị một đôi giày cao gót. Thôi, chị mang giày này là được rồi. Đi thôi.
Dạ. Chào anh. Chào giám đốc Hạ. Chào giám đốc Hạ, xin chào. Chào giám đốc. Chào giám đốc Hạ. Chào chị. Chào. Chào. Giám đốc Hạ, phòng nhân sự đã giúp cô dọn đồ đạc vào văn phòng riêng của cô rồi. Bộ quần áo cô mặc đẹp lắm đó, không giống lúc trước đâu. Cảm ơn nha. Chúc mừng cô Hạ. Cô có cần thêm đồ đặc gì không, cứ nói với tôi. Cảm ơn giám đốc Triệu, tốt quá rồi. Văn phòng phẩm của tôi có đủ hết. Chút nữa 10 giờ, phòng họp lớn hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp với hai bộ phận, bàn bạc một chút về công việc của hai bộ phận. Cảnh tổng cũng đích thần tới đó. Được thôi, cảm ơn giám đốc Triệu. Không cần khách sáo. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Giám đốc Hạ. Một lát nữa 10 giờ trong phòng họp lớn sẽ mở cuộc họp bộ phận mua hàng. Mọi người đều tham gia. Mọi người nhớ phải chuẩn bị đem tất cả tài liệu có liên quan tới. Dạ. Một lát nữa trước 10 giờ nếu như có ai tới tìm tôi thì nói là tôi không có ở đây. Dạ. Xin hỏi anh có chuyện gì? Ở đây tôi có giải phích quảng cáo cho phòng thu mua thực phẩm, đưa cho giám đốc của các anh coi. Giám đốc Hạ đã nói rồi, bây giờ không gặp ai hết. Nhưng mà tôi chỉ gặp mấy phút thôi mà. Hay là chiều anh quay lại nha. 10 giờ chúng tôi còn phải họp nữa, giám đốc Hạ đang chuẩn bị. Bộ đồ đó ở đâu ra vậy nè? Titi, em qua đây một chút đi. Tiểu Trịnh, tôi kêu cậu làm xong hết rồi hả? Những thiết kế này quá lỗi thời. Sao mà làm? Làm vậy không làm hỏng hình tượng công ty sao? Ê trời ơi, cậu lo nhiều chuyện vậy làm gì? Đây là do khách gửi tới mà. Cậu cứ làm theo là được rồi. Làm theo lời tôi nói đi, mau làm đi. Giám đốc Hạ, có chuyện gì chị nói thẳng luôn đi. Em đừng có kêu chị là giám đốc Hạ có được không? Hôm qua đã nói xong chuyện bằng báo cáo mà chị thấy em vẫn chưa cập nhật. Đúng là chưa cập nhật. Hôm qua không phải đã nói là cần bản mới hơn sao? Hôm qua em có khách tới thăm, không có thời gian làm thôi. Hôm nay cần dùng để họp mà, làm sao đi? Em đâu có biết hôm nay sẽ họp đâu. Với lại hôm qua chị cũng đâu có nói là nhất định phải làm xong. Vậy thôi, để vậy. Em ra ngoài trước đi. Ai tặng hả? Nhìn nhãn hiệu bộ đó cũng được lắm. Chắc chắn không phải đâu đó mua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc một chút về quy trình nhập hàng của bộ phận thu mua.
Quy trình nhập hàng trước giờ của BMS đều theo một trình tự nhất định, phân thành 10 công đoạn. Theo như việc gần đây tôi dựa vào ý kiến phản hồi của các nhà cung cấp lớn, phần lớn bọn họ đều yêu cầu đơn giản quá trình tự. Ngoài ra, siêu thị và bộ phận giao hàng cũng hy vọng đơn giản trình tự đi một chút, thay vào đó là nâng cao tính đổi mới của sản phẩm và tốc độ nhập hàng. Nhưng mà bộ phận giám định và pháp vụ cũng không có cách nhìn giống nhau, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Hào đó đó, cô mới lên trước. Trước kia cô có không ít kinh nghiệm ở siêu thị, cô nói đi. Tôi nghĩ đơn giản quá một chút cũng tốt. Chủng loại thực phẩm và độ tươi sống đều rất quan trọng. Hồi trước lúc tôi còn ở siêu thị, vì để giữ thực phẩm tươi sống, lượng hàng nhập khẩu khá ít, vì vậy cần phải xoay dòng chuyển phát nhanh, tránh việc kéo dài thêm thời gian sẽ gây ra tổn thất về tiền lời, cũng sẽ làm khách hàng mua thất vọng. Cho nên tôi rất đồng ý với việc đơn giản quá trình tự. Giám đốc Dân, cô thấy sao? Ý kiến của giám đốc Hạ hình như vẫn còn dừng lại ở chỗ siêu thị. Tôi muốn nghe ý kiến của giám đốc Hạ khi ngồi về vị trí này có cách nhìn như thế nào. Vấn đề vận chuyển trước giờ tôi vẫn chưa tiếp xúc qua, đều do Tiểu Lưu xử lý. Hay là để Tiểu Lưu nói cụ thể đi. Giám đốc Hạ, hôm nay Tiểu Lưu xin nghỉ phép. Coi bộ giám đốc Hạ không quan tâm mấy tới cấp dưới của mình rồi. Có rất nhiều việc tôi vẫn chưa nắm rõ hết, tôi xin lỗi mọi người. Giám đốc Giang à, mời cô phát biểu. Tôi nhận thấy quá trình vận chuyển không thể đơn giản quá đâu, còn phải tăng thêm mới đúng đó. Tại sao vậy? Mọi người đều biết là quyền quản lý vận chuyển thu mua tuy là của bộ phận thu mua, nhưng mà nhập hàng và tiêu thụ thật ra đều ở siêu thị. Cho nên quản lý của bộ phận thu mua đối với nhà cung ứng có rất nhiều lúc bị hạn chế bởi siêu thị. Thậm chí là của bộ phận thu mua sẽ liên kết với nhau, làm tổn hại lợi ích của công ty. Đối với tập đoàn PMS của chúng ta mà nói, danh tiếng tốt và ấn tượng của sản phẩm chúng ta bán ra chính là tài nguyên có giá trị lớn nhất. Gần đây những sự việc đã xảy ra đã gây ra tổn hại rất nhiều cho lợi ích của tập đoàn. Nếu như ở trong bộ phận thực phẩm mà xảy ra vấn đề gì nữa thì tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến siêu thị của chúng ta. Cho nên tôi nhận thấy quyền hạn của bộ phận thu mua phải được tăng cường. Vận chuyển hàng hóa không những không thể đơn giản quá mà phải tăng cường, nhất là tăng cường quản lý ở chất lượng thực phẩm, làm sao để không còn thiếu sót. Giám đốc Hà, cô thấy sao? Chị nói rất có lý. Giám đốc Hà, tôi không thể không nhắc nhở cô. Cô coi thử bản tài liệu mà cô đã gửi lên. Những số liệu rất quan trọng, căn bản cũng không hề cập nhật mới. Thời gian của chúng tôi ở đây đều rất quý giá, xin cô lần sau đừng có làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Bản số liệu này là do Titi phụ trách chính. Hôm qua tôi đã kêu cô ấy làm hết rồi. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, chắc là tôi nghe không hiểu ý của giám đốc Hạ. Hôm qua có một vị khách quan trọng ghé thăm, cho nên tôi quên làm. Lần sau chịu trách nhiệm tôi không quan tâm. Đã là giám đốc bộ phận rồi, đầu tiên là phải đem trách nhiệm đặt lên vai của mình trước đã. Cấp dưới làm không tốt cũng như là bản thân mình làm không tốt. Được rồi, chuyện này không cần bàn bạc nữa đâu. Giám đốc Hạ, sau này những lỗi nhỏ nhặt như vậy không được tái phạm nữa. Giám đốc Tô, chị ốm đi nhiều quá. Thủ Tiên nè, công ty còn trụ nổi không? Cũng được, chắc đợi tới lúc chị ra thì cũng ổn định lại. Nhưng mà có một vài nhà cung ứng nói với tôi, gian nhược thủy gì đó hay ở bên ngoài nói ra nói vào chuyện của chị đó. Để cô ta nói cho đã đi. Thủ Tiên, tôi cảm thấy chuyện Hạo Nhiên hồi phục là rất khó. Mấy ngày ở trong này tôi đã suy nghĩ kỹ, hay là chúng ta mở ra một con đường mới và thị trường mới. Bây giờ người tôi quen biết trong ngành cũng không ít. Cậu thì không giống tôi, tất cả những gì cậu có cơ bản đều tập trung ở đây. Cho nên nếu như tôi ra ngoài rồi đi tới một thành phố khác làm lại từ đầu, cậu vẫn đồng ý tiếp tục đi theo tôi chứ? Dạ được. Cậu không cần miễn cưỡng, đợi cậu nghĩ kỹ rồi cho tôi đáp án sau cũng được. Dạ được. Đoá Đoá và Trình Mặc, tình hình gần đây sao rồi? Chuyện này thì tôi biết. Trình Mặc và Đoá Đoá chúng tôi hay đi ăn chung với nhau.
Cái áo khoác này nhìn rất đẹp. Ai mua tặng em vậy? Anh cảm thấy tôi thật sự thích hợp là một nhà lãnh đạo không? Tôi thấy tôi ngốc muốn chết à. Em mặc bộ này ra dáng lãnh đạo lắm đó chứ. Anh có thấy mệt không vậy? Tôi thấy mình thật sự không có năng lực đó. Nếu như em không có năng lực đó, người ta cũng không tín nhiệm em luôn. Tiền muốn chết, tiền muốn chết. Cho anh làm mấy cái outfit đó y chang như quảng cáo quê mùa từ mấy thập niên 80. Cái áo này rốt cuộc ai tặng em vậy? Không cần anh lo. Thật không ngờ năng lực của đó lại kém như vậy. Trước giờ đâu có biết. Người ta biết tạo lập quan hệ tốt là được rồi. Nói thiệt nha, tôi cảm thấy năng lực của cô hơn cô ấy rất nhiều. Tại sao cô ấy lại lên chức? Nói mấy cái này có tác dụng gì? Điều kinh khủng nhất là tại sao cô ấy lại đưa cô vào tình cảnh như vậy. Cấp trên kiểu đó đúng là khiến người ta thất vọng. Chuyện như thế này cô ấy cũng không phải mới làm lần đầu. Tôi nói á là cô ấy cố ý làm. Cô ấy đề phòng cô cướp vị trí. Không sao, tôi nhìn. Hai người là chị em tốt, lại còn sống chung với nhau. Cô ấy làm như vậy đúng là quá đáng. Hôm nay tốt quá, thất bại rồi. Điều hối hận nhất là không thể đào được cái lỗ nào để chui vào. Biểu hiện hôm nay của cô thật ra rất tốt. Rốt cuộc thì tôi có thích hợp làm giám đốc không vậy? Ông Trùm, tôi không muốn anh mất mặt, ảnh hưởng tới thành tích. Đâu đó, tôi nói cô biết, lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc họp các bộ phận, lo lắng tôi quên hết chữ, bị một đồng nghiệp luôn cạnh tranh với tôi, chê tôi không ra gì hết. Không phải chứ. Cũng giống như tình cảnh hôm nay của cô thôi. Không phải ai sinh ra cũng có khả năng trời cho hết. Tôi cũng phải trải qua giai đoạn giống cô để đi lên. Tôi không thể tưởng tượng ra anh lo lắng đâu. Anh là thần tượng của tôi mà. Ở bên cạnh anh cảm giác rất an toàn. Đó đó à, không tệ như cô nghĩ đâu. Cô thực sự làm rất tốt. Cảm ơn. Ngồi đi. Đâu đó à, cô có biết là chuyện hôm nay cô phạm sai lầm ở chỗ nào không? Hình như không có chỗ nào đúng. Tôi bổ nhiệm cô làm giám đốc thay thế. Tôi để cho cô và bộ phận nhân sự liên lạc trước với nhau rồi. Là tại vì cô không tự coi mình là một giám đốc mà thôi. Mới bắt đầu cô không đặt mình ở vị trí giám đốc để mà làm việc, có đúng không? Nhưng tôi cảm thấy tôi không thích hợp làm chức giám đốc này. Vấn đề bây giờ cô đã là giám đốc rồi, cô nhất định phải xác định lại vị trí của bản thân. Lấy vị trí giám đốc mà đặt ra yêu cầu cho bản thân. Đồng thời cô cũng phải cứng rắn lên. Không thể để cho người khác dắt mũi cô được. Cho dù đối phương có nói đúng đi nữa, cô cũng phải đứng trên cơ sở của họ, đưa ra ý kiến riêng của cô. Không thể để cho người ta cảm thấy cô được người khác nâng đỡ lên. Hiểu rồi. Nhưng mà làm sao thì mới cứng rắn lên được? Áp lực công việc sẽ làm cho cô cứng rắn hơn thôi. Ngoài ra, đối xử với cấp dưới nhất định phải khoan dung, phải có uy tín. Nếu không những điều mà cô truyền đạt sẽ không thực hiện được, có hiểu không? Giống như chuyện của TT hôm nay vậy, cô đã phạm lỗi rất lớn. Là một người lãnh đạo, nhất định phải để cấp dưới cảm thấy cô đang bảo vệ cho họ. Cho dù họ có làm gì sai, cô cũng phải gánh hết trách nhiệm lên vai của mình. Hôm nay tôi hối hận nhất chính là nói ra chuyện của TT. Tại lúc đó tôi quá hồi hộp, nói năng không nghĩ ngợi gì hết. Tôi biết những gì cô nói là sự thật. TT không dễ dàng quản lý, nhưng mà cô phải dùng cách riêng của bản thân. Cách riêng là cách gì? Tự mình suy nghĩ đi. Thank you.
Tối nay tới nhà em 8 giờ nhất định phải tới. Em muốn đi. Đợi chị về nói với chị một tiếng. Em muốn dọn ra ngoài sống. Có phải vì chuyện trong cuộc họp hồi sáng không? Titi à, lúc đó chị thực tình đầu óc rối bời. Chị không cố ý đâu, chị thực sự không cố ý mà. Vậy sao? Nhưng nhìn rất giống là cố ý. Đừng dọn ra ngoài có được không? Chúng ta sống chung lâu như vậy rồi mà. Bây giờ chị đã là giám đốc rồi. Chút tiền thuê phòng này đâu có đáng gì với chị. Em chỉ không muốn sống chung với một người khẩu Phật tâm xà như chị thôi. Sao em có thể nói như vậy chứ? Ngoài chuyện hôm qua ra, chị đâu có làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Chị đừng tưởng em là đồ ngốc. Tại sao Tô Sang Na lại không coi trọng em? Không phải là tại chị sao? Tại gì chị? Bây giờ nói mấy chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa. Hạ đó đó, thật sự em không nghĩ là chị lại ghê gớm như vậy. Cấp trên nào chị cũng làm quen được. Cả Giang Nhật Thủy cũng giao khách hàng cho chị. Nhưng chị cũng đâu có biết tại sao Giang Nhật Thủy lại giao khách hàng cho chị. Titi à, chị không muốn làm giám đốc nữa đâu. Chủ, không phải chị nói cho người đó làm là người đó có thể làm. Em coi chị là chị em. Chị coi em là cái gì? Chuyện có Hạo Nhiên, em còn ở trước mặt Giang Nhật Thủy cầu xin cho chị. Nghĩ thật mắc cười. Hạo Nhiên cầu xin. Titi, em nói thật với chị đi. Chuyện của Hạo Nhiên có phải có liên quan tới em không? Có thì sao chứ. Tô Sang Na đã làm chuyện vi phạm quy định công ty. Em chỉ làm một việc của nhân viên nên làm thôi. Bà ấy nói đều là thật. Quả nhiên đều là thật. Nói thì đã nói ra rồi. Tô Sang Na đem hết tội trạng đổ lên đầu của chị rồi. Sao tự nhiên lại xuất hiện để bảo vệ chị chứ? Hạ đó đó, chị thật sự quá lợi hại. Không nói được gì có phải không? Em chỉ là không thể nghĩ được. Tại sao chị lại được cấp trên thích tới vậy? Chị không tăng ca gì bằng em. Thành tích cũng không tốt bằng em. Thật ra là chị có bí quyết gì? Hay là chị dạy cho em đi. Bà ấy là mẹ chị. Hả? Chị không muốn nhận lại bà ấy cho nên mới không nói với em. Lúc đầu bà ấy đổ hết tội lỗi lên chị, nhưng sau đó biết được chị là con gái của bà ấy nên mới dừng lại. Bà ấy luôn kêu chị đề phòng em, nói em với Giang Nhược Thủy cấu kết hại chị. Vốn dĩ chị không tin. Tại sao hả Titi? Chị quen biết em lâu vậy rồi, chị cứ tưởng là chị rất hiểu em. Đúng, em cũng tưởng mình rất hiểu chị. Nói tới đây thôi được rồi, cũng không có gì để nói nữa. Giám đốc Hạ, chúc chị ngày càng thăng tiến.
Nè nè nè, anh đem hết rượu ra đây, mau lên. Đi thôi. Nè, tính cho tôi hết nha. Hết màn á. Đi. Anh nghe về cuộc họp hôm nay rồi. Người cứu hộ nói em được là em được. Ngoài ra, người cứu hộ cần phải biết người tặng đồ cho em là nam hay là nữ mới có thể đưa ra phương án cứu hộ ít rủi ro nhất. Lơ anh luôn chứ gì. Ngày mai anh dọn tới nhà đối diện luôn. Bên em chắc 1.500 là đủ rồi. Còn em có gan trốn bên ngoài không?经过。